này. Bữa này nhiều, nhiều hơn rất nhiều. Mình bắt đầu từ đâu rồi? Bắt đầu từ một cái góc này. Từng dãy một tuần. Bên này khu vực mini mà. Mini. Bàn thạch Mai Toàn. Để cho tưới đã. Nhà cổ Bắc Bộ đây. Đây có cây này. Và thấy khoái mắt này. Xem nào. À cây xanh này, xanh cổ. Xanh cổ. Xanh cổ. Rất hay. Đây, rất hay. Chân chiếc. Đấy, nhìn già chùn rụt đến rất chi răm. Thế nhưng cây này mà có lá thì xấu. Cây này có lá thì xấu và vẫn luôn rút liên tục. Nhìn đúng rồi bạn. Giả ghê. Cái này mà lá mà thì lại xấu. Rút liên tục. Nhìn xa lại tưởng cây lộc vừng. Sao ghi kia là cái xanh nhỉ? Cái xanh ở đấy, lá phải là xanh mà. Không phải xanh à? Không. Ô, là cái gì nhỉ? Đấy thì tôi với ông kia đang thắc mắc. À đời, đúng rồi, lá này không phải. Cái này cây gì rất lạ. Đang bảo cây này nói là bảo cây kia kìa. Bảo là cây xanh mà lại như này thì khó quá nhỉ. Đấy. Thế này. Nó là cây, đang bảo cây này là nó giống cây gì. Đây. Xin phép bật một cái lá già già đây. Lá nó răng cưa, đúng là không phải. Tên cây thì là tên cây xanh mà thực tế không phải. Tôi bỏ qua này. Đây là đá. Cây lướt đùng lắm, nhiều lắm ạ, bên này rất là nhiều. Bên kia là những tác phẩm to, cỡ lớn. Của các bác nghệ nhân cũng cỡ lớn. Đi theo hàng để cho nó đỡ rối các bác. Vẫn phải quay lại những tác phẩm đồ sộ. Đây, bác ngồi taxi đi. Ngồi taxi có đem con độc long kim cương này. Độc long kim cương này. Ngồi taxi đây. Thực chính là đằng kia. Còn những cây này thì các bác xem nhiều. Ách chà, hình gì đẹp quá. Cứ ghép mỏi tay quá, giờ cây nhiều mỏi cây quá. Hơi dùng đi. Tác phẩm từng gì của bác Vũ Đức Mạnh. Vũ Đức Mạnh, cái số điện thoại. Đấy. Đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Từ gốc lên các bác nhé. Da rẻ, xương, tay chân chun rụt, cắt giật.
dần, rất là kỳ công. Tường vi đẹp quá các bạn. Hai mặt đều đẹp. Đấy, các mặt đều đẹp. Tôi xin phép đi để quay cái khác ngon. Chiều quá. À, con sành cũng rất hay. Đấy, như tôn, có số điện thoại. Mày ông bêu lăng, vợ bỏ vì mẹ chồng mê ghê quá. Có ông thì mày nói là dễ, tao cắt chỗ này không sửa, không cắt đâu, cắt ở đâu. Chiều không cắt. Ngắn gọn thế này. Cần trâu đây. Đấy, cũng những cái khu vực này cũng có chia lô và rất là hay. Thiếu cái thảm đỏ đi thôi, không quan trọng lắm. Và tiếp nữa là sạch sẽ. Sành rất đẹp. Sơn ô tô. Điền. Bài trí rất là lịch lãm. Xì búp đỏ, xì cổ nam thần Nguyễn Xuân Bắc. Phật sắp đặt cũng rất là hay. Một góc Nguyễn Xuân Bắc, xanh đằng lão. Hãy một đôi xì từ hai bên. Đôi xì hai bên. Đình ảnh nó vỡ đầu vẫn không thể chịu nổi. Bắt đầu. Đây, con sắn núi thác đổ. Thác đổ. Đổ kinh khủng. Con này đổ rất kinh. Đổ hết cỡ rồi đấy. Hết cỡ luôn. Sắp hết cả đôn này. Như này thôi, chú phơi nhảy. Đây là đất sét chứ phân nhập. Cái giá mấy nó phân. Bác cố đứng mạnh sang phát đổ. Ui, đi vào đây lạc tức. Chúng ta cố gắng đi theo hàng lối tí. Quy mô triển lãm như là gớm mặt đấy, không phải đơn giản. Chà Phúc Kiệt. Các phường túc sộp này rất hay. Sộp Nguyễn Xuân Chính. Người ta và tôi vào đây cũng hoa hết cả mắt các bạn. Vừa hoa vì nắng mà vừa. Đấy là ông này, tôi đừng thích cái ông này. Nhiều cái điểm quá em nhỉ. Vâng. Quy mô ác chiến đấy. Triển lãm quy mô là đấy. Hoành tráng hơn năm ngoái nhiều.
ở cấp xã mà làm ngoài trái. Này mà mấy thằng tổ dân phố làm có khi còn tốt. Chậu nó khổ quá là chuyện này. Đấy. Em vừa quay cái đấy, chào Phúc Kiến. Chào Phúc Kiến. Chào Phúc Kiến. Rành rành ách chà chà Trần Thái Hòa nhiều cái đẹp quá đáng sợ thật cái này đẹp câu lạc bộ bonsai chợ chùa. Trần Thái Hòa là đầy rắn của cây hay. Có như là một khu rừng các bác, rất là rộng, mênh mông. Một cây lướt tí, nó cũng để hết được. Nhưng lượng pin không thể đủ được các bác. Cố gắng đi một số cái cây mình thích xong rồi view vào focus vào một tí. Cây nào thì cũng ok rồi, cây nào cũng đẹp rồi. Quan trọng đến tận nơi mà xem các bạn. Đây này. Muốn đi theo hàng theo lối khó lắm. Anh Tuấn ơi. Đấy cái đuôi này. Cái nào? Cái nào? Cái này á? Mẹ ảnh còn xấu hơn ở ngoài. Ảnh cái tay này xấu mà bây giờ trông nó đẹp đấy. 25 phát à? Cây này mấy, chắc cây này cũng có cơ lấy chứ những cây kia cũng không múc được. Đây. Ôi, cái này tối rồi gọi đán này. Các đán này ở đâu bác? Ở Ninh Hiệp đây này. Là con xanh thì đẹp hơn. Bây giờ con này xi nhưng nó sạch quá. Bây giờ con này mà là con xanh nhé. Đán này toàn cây trực hắn này tính trực tính đầy con xanh này hắn. Được. Các đán ở đâu bác? Trực tốt đấy. À, bác ơi. Cũng bên Hà Nội. Đây. Con này mà là con xanh nhé. Thì xanh, nó mới quý. Con xi của nó cũng con này. Xanh xi múc hết. Con này là con kia thì khác quá. Xanh thì đằng kia cũng có nhiều. Con này nó sen hồng đẹp. Đây, sở tốt cây đi chưa? Rồi, nốt cây này. Lưu số ông đán lại cái. Nhiều cây quá hoa hết cả mắt. Tuấn phố cổ, cây gớm quá đây, ra đây xem cây. Mẹ giờ lạc vào rừng mẹ cũng nhìn ở ngoài tưởng nó ít đấy. Vào đây mẹ đúng không? Thiên đường của cây. À tuấn phố cổ đây. À cái cây này lên nhiều lắm rồi. Cây này bảo hơn trăm đây. Trăm rồi à? Hơn trăm. Đó. Đấy cây này đẹp. Cây này thì không chê được rồi. Chê là giá đắt rồi. Giá vô cùng chả biết thế nào một lần này. Chú về nhà chưa? Lùn cái này thì tầm 20 phân, cao tầm 20 phân thôi. 20 phân nắng làng siêu đẹp đấy. Cái cây này với con cốt si phôi si đằng kia thì số có má những cây khác hoàn thiện thì không nói những cái những cây mà mình vào mắt được nhiều lắm, mình nên nhiều lắm rồi. Đi hết được cũng khó. Các bạn phải đi một lượt nữa để về đổi được. Ra. Đi. Hồi đẹp quá. Không phải bạn nào lấy lưu lại số cái. Ngô Văn Đức.
thủ về trưa quá này. Đi thôi anh, về chứ? Đi được chứ? Tốt quá ấy. Ta cây của anh đi tốt quá gì. Cây này là chỗ này làm sao mà nó lại hao hao cây của anh nhỉ? Hao hao cây của anh. Cây của anh nó gầy hơn tí. Nhưng mà hai cái tay cành bên này nó còn không huyền đưa ra bên này nữa. Cân quá. Mà cái cổ này cũng tuấn à. Bố các bác tên Tuấn. Ôi, có cái làng này đẹp quá này. Rồi đội bonsai phố cổ này mạnh quá. À đây cái phố cổ mà họp họp với Khôi kia đây, cái mà như đống rơm này. Thì đấy. Rồi nói các bác thông cảm, không phải đống rơm, nó đấy vui thế thôi. Ủa, Tuấn đấy. Cái này đấy mà vui. Cái này lên ảnh thì không ăn ảnh. Nhìn. Đây, làng đây. Mà Tuấn này ghê gớm quá nhỉ. Quá nhiều Tuấn thì đủ kinh khủng. 582 đội sai phố cổ. Quyết định rút áo ra rồi. Phải thêm nữa. Đội phố cổ này chơi chất lắm. Cứ lùn này. Đúng chất kiểu nhà phố cổ đấy. Người phải khom khom mà rút vào. Bên kia có cái si của gì, cái gì Hải Phòng cận quên mất tên rồi, cũng đẹp. Mẹ những cái tinh ấy để hết mẹ ở trong sói, có ông lại đi đến nơi gần đi đến đây ngã nắng rồi chả gì xem được đến nơi nữa. Các cụ là luôn luôn được ưu tiên ở hàng trước này, các cụ đấy, một dãy của các cụ đi đến đậu có mặt cứ ưu tiên ở thảm đỏ hàng trước này. Thực tế là những ông kia mới đáng người mẹ bắt đầu mới đáng để cho ra ngoài này. Ông này chơi theo bộ á, bộ đồ cổ kia có cái tử vi đẹp lắm. Bây giờ xem nốt cái để rút đấy. Sonoto vừa quay cái này rồi, ghê gớm lắm. Cái này là đôi trăm. Đấy, nhìn nó ra sướng nhỉ. Hoa phượng Hải Phòng. Hải Phòng mạnh lắm. Gốc bồ ngọn chỉ. Đấy. Cái da của nó lại sướng. Lại mầm nhú nhú đỏ đỏ. Thôi, đi về. Về. Xem thế. Xem nữa. Hoa mắt quá. Đấy, các cụ luôn được ưu tiên. Thôi, xin phép chào các bác, hẹn gặp lại các bác sau.